Long xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Long sẽ đưa mọi người đến một cái chỗ đấu giá xe nha. Tại vì cũng có rất là nhiều anh chị em trong này nhắn Long là đôi khi phải tới những cái nghĩa địa xe hoặc là chỗ đấu giá xe để cho quay cho mọi người xem. Thì hôm nay Long cũng rảnh nè, với lại cũng hẹn với lại một đứa em cũng là một người làm chung. Timmy chắc mọi người biết rồi, là người Ukraine. Hôm nay thì mấy anh em sẽ đi đến chỗ đấu giá xe nha. Thì Timmer cũng đang là một cái dealer xe để buôn bán những cái xe cũ, xe qua sử dụng một tí. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mà Long đi đến chỗ đấu giá xe nha. Hồi xưa giờ mình chưa đi bao giờ hết, cho nên bữa nay cũng có nhiều cái mà mới mẻ cho mình, thì cũng là mới mẻ cho mọi người. Thì Long sẽ chia sẻ với mọi người nha. Giờ mình lên đường đi cùng Ivy nữa nè. Ivy đang tới nè. Ivy này mặc đồ bác sĩ ha. Bác sĩ Miss Ivy, hello em. Hello you. You ready? Yeah. Này đi vô xã chút xíu nha. Yep. Đây là mình vừa tới chỗ đấu giá xe nè. Mọi người nhìn thấy trên xe xe kéo này nó có bao nhiêu chiếc xe chuẩn bị đấu giá không? 1 2 3 4 5 6 chiếc trên 2 chiếc xe kéo nè. Bên này thì có thêm một dàn nữa. Đó, còn chiếc kia thì có người mua hay sao rồi họ kéo đi nè. Tấp nập lắm, rất là nhiều xe luôn nè. Đó, trên này là đậu đầy luôn á. Nhìn chiếc xe sắt này coi chở được 2, 4, 6, 7 chiếc nữa nè. Ở bên trên 3 chiếc xe sắt to. Đây đưa xe xuống nhìn đã không? À, thì đó là đây cách họ đưa xe xuống đó. Hay thiệt, nó đưa từng chiếc xuống. Hạ bằng hydraulic. Lợi hại. Xong rồi chỉ dè lại thôi nha. Một người làm hết mọi việc luôn. Rồi, bước tiếp theo là mở dây an toàn nè. Siết bánh là chắc nhất. Đây là chỗ họ cất những cái dây an toàn nè. Xong rồi tiếp tục mới hạ xe xuống nha. Bước kế tiếp là chèo vô, cài số lui. Đừng cái là nếu mà xe không nổ máy vẫn bỏ neutral lui được nè, tại vì đang có chớn đó. Đó, gọn gàng. Wow, hay quá. Xong một chiếc còn mớ nữa. Rồi kiếm bãi đậu. Ok, coi bác này hạ chiếc thứ hai xuống nè. Chiếc này là xe truck kế bên nha, chứ không phải chiếc xe truck hồi nãy hạ chiếc đầu tiên. Chiếc này là chiếc sau, chiếc kế bên nè. Đó, giờ hạ xuống giống như thằng máy vậy đó. Nhưng mà nhìn thấy dây nhợ nhiều quá, mình không biết đường nào bấm lên. Wow, đưa xuống nè. Từ từ hạ xuống. Tại ở dưới, bên dưới có thể đựng được chứa được thêm 3 chiếc nữa. 3 chiếc kia ra rồi thì chiếc này bây giờ mới hạ xuống nè. À, cũng hay ghê. Một chiếc truck dài vậy là chở được 2, 4, 6, 7, 7 chiếc. Rồi, tới đây bắt đầu là mở dây xích bánh xe ra nè. Xong rồi mới lùi xe lại. Đó, thêm chiếc xuống nữa nè. Đó, đó. 2 chiếc, chiếc này xe bánh thôi. Ở thằng này nữa nè. Đó, làm lê lê luôn hả? Về ra đó, đậu lại. Ui, thôi. Xảy một phát ra thôi, ăn cho đủ luôn. À, trên đó bấm xuống được luôn, mới ghê chứ. Hay, hay, hay. Trên đó nó có cái remote control sẵn trên đó rồi. Chê. Hay quá. Rồi, đưa ra luôn. Quá độc. Cái này Lambo xuống không được. Đây là bãi đậu xe của những chiếc xe mới đưa tới nè. Nãy mình mọi người thấy chứ mấy chiếc này đó gì.
Đó, bên trong có lớn không? Cả ngàn chiếc xe luôn. Có những chiếc xe thì mới hư hư chút xíu thôi nha. Này là bạn của Long đây, đủ loại luôn nè. Nhìn nè, sướng chưa? Hư sơ sơ thôi là đã đưa vô đây rồi. Wow, nhìn đã thiệt. Where they have some exotic cars sit at? Do they have exotic cars here? They do inside? Couple cars in this lane, lane 1 or 2. Oh, lane 1 or 2. Mấy cái xe mà đẹp đẹp thì nó nằm một cái hàng riêng. Bây giờ mình đi vô trong này mình coi. Thì xe trong này, how much is each car cost in here? Average. Average? Yeah. 20, 25. 20,000 ha. 20,000, 25,000 ha. Nửa tỷ có chiếc xe đẹp rồi. Đủ loại xe luôn mà. Mustang gì nữa nè. Có Mercedes nữa nè. Bắt đầu là nghe được nhiều tiếng quảng cáo rồi nha. S này cũng mới chứ. Có i8 nữa nè. Ok. Wow. It's fun mẹ. Nghe nói chuyện không? Đó. Nghe nói là hết hồn luôn. Không hiểu được chữ gì luôn. Mình nghe tiếng Mỹ mà tiếng này mình thua luôn. Yeah. Wow, nhộn nhịp dã man. I cannot hear anything. Đi vô trong luôn. Wow, trên này nhiêu nha? 3,500. 50,000. 50,000 bao. Trên này 50,000. Rồi bán 48,000, 49,000. Bên ngoài cũng còn nhiều xe lắm mà, đứng ngoài đợi nè. Xe đụng, xe không đụng, xe đủ thứ hết. Mới có, cũ có. Wow, nhìn nè. Rừng xe luôn. Đó. Đó, mọi người nhìn thấy đây có 24 số không? Là 24 cái cửa giống vậy nè. Mà mỗi một cái cửa thì khoảng 200 chiếc xe mỗi ngày. Thì một ngày trung bình họ bán là khoảng chừng 1,500 cho tới 5,000 chiếc xe. Tùy ngày nha, cái này ngày thường rồi. Ở trên xe này đạn bắn quá trời luôn. Hai một mớ đạn luôn nè. Trời ơi, lũng nát hết trơn luôn. That's a lot of bullet hole there. Coi chiếc xe đạn lũng này đưa nhiêu tiền nha. 6,000, 6,200. 4,200. 4,400, 4,800, 5,200. Ok, chiếc này vừa rồi bán được 5,100. Rồi để coi chiếc xe truck này nha. 2022, 34,000 mao, nhiêu tiền đây? That's Lincoln though. Not yet, hả? Huh? Rồi, đó đây. Mở đầu là 29,000. 29,000. Rồi, bán 30,200 mà. Không tới 1 tỷ. Oh, they also bid online too. People watching, huh? Đó, đây có chiếc Jaguar. Đây có chiếc này nhiều tiền nha.
không có thì khoảng chừng 60 ngàn thôi. Rover Bella bán 32 ngàn. Cái này coi như đây đấy. Start down 55 ngàn. Đây lòng đó là 60 đúng không ạ? It's the only one here today. $50,000. $48,000. Let's go. Bữa này là giá cho bibit là khởi điểm nè. Long đó là 42 ngàn, giờ lên 42. Rồi xong một bữa quay phim cho mọi người xem về cái cuộc đấu giá ở đây nha. Rồi giờ mình đi về đây. Ở đây thì xe rất là nhiều luôn. Dao động từ xe 3.000 cho tới 300.000 cũng có, đủ loại hết. Mà bữa nay thì mình không có thời gian đứng đây coi nhiều. Giờ mình lên xe mình đi về thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo nha. Từ sau mình sẽ tới đây mình thử lái luôn. Nó có những xe cho mình lái thử nè. Mình chọn chiếc nào rồi mình ra ngoài mình lái. Được thì mình lấy, còn không được thì mình trả lại. Rất là vui luôn nha. Rồi, bye bye mọi người nha.